Vậy thì theo anh là để mình bắt đầu những cái video á, thì mình có khó không? Khó để làm ra những cái video đó không? À, có lộ trình. Bây giờ cái lộ trình của mình trước mắt là lộ trình là một tháng đi, dùng có 30 ngày đi, tối thiểu là 30 cái video đi, thì mình sẽ chịu khó mình ngồi lại là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba mình làm cái gì, có thể mình bán theo cái 2 kg, 2 tạ, 4 của thầy, nhưng mà cái phần mà thử nghe thì nó cho nhắc lại, giống như nó là mình sẽ tập trung vào các video đó, thì mình sẽ bán làm cái nội dung đó để có thể là mình sẽ tiếp theo như vậy, thì nó cũng không thành ra là nó cái cách làm hiện tại như giống như em chia sẻ bây giờ thì cũng không có phải là khó khăn, nó khi mình cứ làm rồi mình cứ làm tin tưởng thì có thể qua thời gian thì mình sẽ cảm nhận là mình sẽ tự tin hơn, mình làm nó có những cái gì đó nó kiểu nó giống như là một cái cuồng cuộn cái thói quen, từ thói quen cái niềm vui thì nó một cái nó trên chân tu để anh nghĩ là một cái thì mình phải làm. Dạ, rồi ok, cảm ơn anh Ngàn. À, theo chị Thủy thì cái video thì có thể giúp cho mình tạo ra tiền không? Tại sao video nó lại giúp mình tạo ra tiền? Dạ. Hai chục lớp nấu ăn luôn. Là giả sử như là tổng hợp lại 20 cái món ăn cái khóa học đó thì là tổng hết cả bao nhiêu tiền rồi chị? Hai mươi mấy triệu cho những video liên quan về nấu ăn. À, cái người mà tạo ra video đó thì không biết là họ tạo ra được bao nhiêu cái người mà mua cái video đó giống như chị. Hay quá. Vậy thì theo chị là cái người mà giả sử thì ai cũng có việc bận hết, mình có một cái công việc chính của mình rồi thì cái video hiện tại nó đang là một cái công việc phụ. Thì theo chị nếu như mà mình là một người đang bận 8 tiếng luôn rồi, một ngày bận 8 tiếng rồi thì mình có thể làm được video bằng cách nào bây giờ? Nhiều khi mà chị coi những cái video mà trên Facebook
thì khi mà đi học trực tiếp á, thì làm một lớp như vậy là 5 triệu. Sau đó thì học được 2 ngày, 2 ngày sau thì sẽ có được tập vào những cái lớp có video luôn về coi để làm lại. Thì có phải là một mùa bánh trung thu là bà cô chỉ được kiếm rất rất nhiều tiền từ khóa học Dạ. đã đến những trình độ mà cao thủ không cần phải đến lớp trực tiếp thì chỉ mua lớp online. Thì lớp trực tiếp là 5 triệu, online là 2 triệu hoặc 3 triệu một tiền đó. Thế có phải mùa năm nào cũng bán được không? Nhưng mà chị nghĩ là thực ra là cái thời năm mình nói là mình không có thời gian làm video là không đúng, tại vì khi mà thực chất ra là nó đúng ra là giống như là anh Thiều Quy đó giờ là làm video những người đó làm chuyên nghiệp mà người ta không mất quá nhiều thời gian đâu, Đúng rồi. mà không mất quá nhiều thời gian chỉ là như vậy. Chỉ cần mình luyện thôi là mình làm được thôi Bây giờ gì. thì đúng rồi, cho nên là chị mới nói là cái mạng mà thực ra là bán video về nấu ăn đó, nó đang rất là rất, nói chung là những cái người mà chị mua là những cái người đó người ta vừa có tiệm bánh nè, rồi người ta là vừa, có nghĩa là rất là nhiều loại bánh kẹo có thể ship đi được nè, người ta vẫn bán nó ship nè, người ta bán trực tiếp nè, bán ship nè, bán khóa học nè, rồi dạy mở làm bánh nè, có nghĩa là rất là nhiều cái khoản tiền từ đó luôn, nhiều nguồn thu luôn chứ không phải là chỉ riêng một nguồn thu đâu, mà người ta không hề có cái tư tưởng về, không hề có cái tư duy về gọi là video marketing luôn nha, không có luôn đấy, làm hoàn toàn là bài bản và tự nhiên thôi, làm giống như là theo kiểu cần video để mọi người xem đi xem lại thế thôi, chứ không có cái sự mà đầu tư và nghiên cứu kỹ giống như là đang làm marketing kiểu này đâu, Dạ. nên là chị thấy nó cũng màu mỡ lắm. Rồi, vậy thì ok. À, vậy thì làm video không khó mà đúng không? Đâu khó đâu đúng không? Hồi trước chị cảm thấy khó mà đúng không? Hồi trước cảm thấy khó mà bây giờ thì cũng ok rồi mà đúng không? Mang được đến cái giá trị cho người khác thì tự nhiên các mình cảm thấy có động lực Dạ. đó, mặc dù là chị thì chưa có tín hiệu gì là từ kênh cá nhân hay gì đó, mình chưa làm được cái điều đó, nhưng mà ở trong cái cộng đồng của thầy ấy, thì mình cũng xem nhiều cái video của người khác và mình nhận được những cái tín hiệu tích cực, giống như là trong cái khóa mà EDS 14 đó anh mày ạ, cái bạn Đinh Ngọc Anh ấy, bạn Đinh Ngọc Anh hay đăng bài lên EDS đó, bà mẹ về đơn thân bốn con, đơn giản là những cái bài viết của bạn đó cũng sẽ thực sự ra là cũng sẽ là nguồn động lực cho rất là nhiều người khác thì mình cứ nghĩ là nó không có tác động những cái người khác, nhưng thực chất là có những cái mà tích cực nó có lan tỏa được, không có ảnh hưởng đến người khác nhiều cũng phải có. Ok, rồi làm video không khó.